bây giờ về ha. Ủa chị, nếu mà đi nữa là cũng là miễn phí nữa hả chị? Bởi vì trong vé 50 ngàn này là đi đủ nơi hả? Là đi 3 trại hả chị? Em đi hết 2 trại rồi, còn trại em nhường cho chị á, chị đi giùm em. Cô thằng gái khác phết.